Xin chào tất cả mọi người nha. Thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người, đây chính là cái sàn gỗ dành cho chiếc Sedona và những dòng MPV. Thì cái sàn gỗ này là sàn gỗ của những chiếc xe để được độ limousine. Thì xe độ limousine thì phải sử dụng sàn gỗ như thế này. Thì ngày hôm nay em sẽ giải thích cho mọi người hiểu là tại sao phải sàn gỗ này mà dành cho limousine mà không phải là những cái sàn gỗ kia, và cũng sẵn là giải đáp thắc mắc của rất là nhiều người có BM hỏi em á, là tại sao cái sàn gỗ này mắc quá vậy. Và điều đặc biệt em sẽ giải thích hôm nay đó chính là cái sàn gỗ này nó rất là đẹp. Chúng ta có thể thấy đây là gỗ tự nhiên thật 100%, và khi mà lắp đặt lên sàn gỗ này lên trên chiếc xe á, mọi người nhìn đi, ngoài gỗ ra nó phải có cái chỉ nữa, cái chỉ chạy sọc vậy á, nó mới đẹp, nhìn nó mới suông xe. Và cái vấn đề tại sao cái sàn gỗ này nó mắc, đó chính là ngoài cái vấn đề gỗ thật ra thì nó có rất là nhiều cái ưu điểm mà nó hơn những cái sàn gỗ kia. Thì hiện tại trên thị trường nó có hai loại sàn gỗ, đó chính là gỗ thật 100% là như trước mắt chúng ta thấy đây, rất là đẹp. Còn loại thứ hai đó chính là gỗ nhân tạo, hay còn gọi là gỗ laminate á, thì nó cũng giống như thế này đó, nó như thế này. Thì cái cấu tạo của nó là phía dưới là nhựa, cái phía dưới thì nhựa, thì nó sẽ dán một cái lớp vân gỗ bên trên. Thì cái thằng này á nó rẻ hơn, nó rẻ hơn gấp đôi luôn. Thì khi mà lắp lên trên thì chúng ta nhìn vẫn rất là đẹp, nhưng mà đây cũng là hàng nhập nha, chứ không có phải là, theo em được biết thì đây là cũng là hàng nhập chứ không phải là hàng dởm. Thì cũng rất là đẹp, cho nên nhìn bề mặt nó rất là đẹp như là gỗ thật. Nhưng mà cái thằng này rất là dễ chày, và khi nó chày nó sẽ lòi cái lớp nhựa trắng bên dưới. Còn về cái thằng gỗ tự nhiên này thì nó là gỗ tự nhiên và thịt của nó thật. Tại cái gỗ này chúng ta biết được là khi mà gỗ tự nhiên như thế này, chúng ta nhìn thấy là nó không có đều màu nhau, là bởi vì là cái màu của nó là màu của cái gỗ, chứ không phải là những cái loại gỗ tạp. Thì cái gỗ tạp á thì nó sẽ rất là đều màu, là bởi vì nó sẽ nhuộm màu lên, thì nguyên một cái sàn nó sẽ đều màu. Nhưng mà nếu như mà nó chày thì nó sẽ thấy cái màu bên dưới đó, nó cũng giống như cái gỗ, loại gỗ nhựa nãy. Còn thằng gỗ tự nhiên này chúng ta nhìn thì nó không có đều màu nhau, thì nó rất là đẹp, và các sớ gỗ nó cũng không có giống nhau, nó khác. Và đây là sớ gỗ thật luôn đấy, như mấy cái nu này đó. Và khi mà nó có chạy xước gì thì nó có phủ một lớp PU thì nó chống chạy xước, nhưng mà nếu như mà những cái vết chạy xước á thì chúng ta lấy việc ni chúng ta đánh qua một cái là nó đẹp trở lại. Đó là đặc điểm của sàn gỗ này, và đó là cái lý do tại sao cái sàn gỗ này nó mắc. Và để thi công được cái sàn gỗ này lên trên đây nó cũng khác hoàn toàn với những cái thằng kia, cho nên đó là cái giá trị của sàn gỗ này nó đem lại cho chúng ta, và cái giá trị của nó khi nó có xứng đáng với cái giá tiền mà mọi người hay nói là nó mắc hơn cái loại kia hay không. Thì tiền nào của nấy, chúng ta có thể thấy tiền ít thì chúng ta không có thể nào mà đòi hỏi một cái sàn gọi là cao cấp như thế này được đấy. Và em xin chào mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người trong những cái video khác của em nha.